Anh ơi, sao đất Hoài Đức lại tăng thế? Đương nhiên rồi, đất Hoài Đức lên là có vành đai 3, vành đai 4 nhá. Vành đai 3.5 thì nó chạy qua ngay chỗ An Khánh Hoài Đức, còn vành đai 4 thì nó chạy qua Vân Côn, chạy xung quanh Hoài Đức, Đông La các thứ đó. Vì vậy mà khiến cái hạ tầng ở đây sẽ thay đổi, và đồng thời các bạn thấy vành đai 3 bây giờ vành đường trên cao, vành đai 3 ấy là tắc đường. Ngày nào trong vào trong nội đô cũng đều tắc đường đúng không? Nếu mà đẩy nhanh cái vành đai 4 được thì tải cái đường áp lực vành đai 3 nhé. Vì vậy mà trong cái thời gian vừa rồi, rất là nhiều nhà đầu tư đã tìm đến những cái nơi mà cơ sở hạ tầng đang được hình thành, đặc biệt là hạ tầng ở cái khu vực Hoài Đức ấy đang được đầu tư rất là nhiều nhé. Đặc biệt là cái khu vực Lại Yên này, Vân Canh, Vân Côn này được đầu tư rất là nhiều. Vì vậy mà rất là nhiều nhà đầu tư ngoại tỉnh từ Thái Bình, Nam Định rồi Sơn La cũng gọi điện cho tôi hỏi là anh ơi đất ở đây thế nào và xuống tiền đặt cọc mua. Thì cái khu vực Hoài Đức thì có Đức Thượng, các bạn bao nhiêu số các bạn biết khu vực Đức Thượng không? Đức Thượng cũng là một trong những dự án đang được công ty tư nhân đầu tư nhé. Như vậy mà anh em có thể tìm hiểu và tham khảo để xuống tiền đầu tư bây giờ với cái mức giá khoảng tầm 5-60 triệu đồng bao gồm cả nhà và đất, thì anh em vẫn còn là đang trong giai đoạn hợp đồng nhé, thì nó vẫn còn rẻ, thì anh em có thể nghiên cứu để đầu tư. Anh em nào mà quan tâm đến khu vực Đức Thượng thì có thể liên hệ với tôi để tôi có thể hỗ trợ quý anh chị nhé.